Chào đời rồi, mình chào đời rồi. Vui quá đi. Nhìn kìa bà con à. Em bé quái vật bồn cầu mới được sinh ra, nó không có cái toilet giống chúng ta, mà chỉ là cái bô mà thôi. Nhìn thật là mắc cười quá đi. Không, không. Sao, sao mấy người là kỳ thị tôi chứ? Tôi là đồng loại của mấy người mà Nhìn mày, đúng giống như là một đứa trẻ khuyết tật vậy. Sau này lớn lên không biết mày làm được gì. Con ơi, con ơi, mặc kệ bọn họ. Con rất giống cha của con. Cha của con là một chiến sĩ quái vật bồn cầu. Ông ấy đang chiến đấu ngoài chiến trường. À, thật vậy sao hả mẹ? Hay quá, hay quá. Con cũng muốn giống cha của con. Con cũng muốn trở thành một chiến sĩ để không ai khinh thường mình. Con ơi, con ơi, con đi đâu đó? Con còn nhỏ lắm. Đừng kia, đừng kia. Thưa mẹ, con sẽ đi đầu quân. Con muốn là một chiến sĩ thật thụ. Con muốn ra chiến trường chiến đấu chống lại kẻ thù, để tất cả đồng loại, thần dân quái vật bồn cầu ở đây phải tôn trọng con, không được khinh thường con nữa. Này, tất cả quái vật bồn cầu binh lính mới, kể từ nay các ngươi sẽ chính thức trở thành các chiến sĩ quân đội, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ cho tổ chức của chúng ta, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ đất nước quái vật bồn cầu này. Này, này, thưa đội trưởng, còn tôi nữa, còn tôi nữa. Tôi cũng muốn tham gia vào quân đội quái vật bồn cầu. Tôi cũng muốn trở thành một chiến sĩ chiến đấu chống lại kẻ thù. Hả? Cái gì thế này? Nhìn kìa anh em, thứ này sao giống như là một cái bô quá vậy? Hình như là một quái vật Skibidi Toilet khuyết tật thì phải. Các người đừng có chế nhạo cười tôi nữa. Cha tôi là một chiến sĩ chiến đấu cho mấy người đó. Ông ấy là một anh hùng đang chiến đấu ngoài chiến trường. Tôi cũng muốn giống ông ấy. Hả? Không lẽ ngươi là con của tên quái vật thùng rác à? Hèn chi, ngươi lại có thần hình quái lạ đến như vậy. Nhưng ngươi còn nhỏ lắm. Hãy quay về bú sữa mẹ đi. Khi nào trưởng thành, rồi hãy tới đây gặp ta. Đúng đó nhóc con. Về bú sữa mẹ đi. Nếu không bọn ta sẽ giành bú hết bây giờ. Không, không. Tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi. Xin hãy cho tôi ra chiến trường để cùng chiến đấu với mọi người. Chiến đấu với cha tôi. Hả? Thật là cứng đầu quá đi. Thôi được rồi, ta sẽ đề bạc cho ngươi làm người đưa tin. Nào, hãy nhanh chóng di chuyển ra khu vực căn cứ của chúng ta ngoài chiến trường. Bảo với thủ lĩnh, 3 ngày nữa lương thực sẽ được vận chuyển tới. À, hay quá, hay quá. Tôi biết rồi, tôi lập tức đi ngay. Ngoài này sao u ám thế này? Còn rất nhiều sinh vật quái lạ nữa. Không được, không được. Mình phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đây là lần đầu tiên mình không được có gì sai sót. Hả? Chết tiệt, bắt tên Satan ra. Lũ khốn kiếp kia. May quá, lũ quái vật ở đây yêu nhớt à, không phải là đối thủ của mình. Tuy nhiên mình phải nhanh lên, nếu không thì mọi người sẽ khinh thường mình mất. Đây rồi, căn cứ của loài quái vật bồn cầu mình được định vị ở gần đây. Sao không thấy ai hết thế này? À, có chuyện gì vậy? Sao bọn họ nằm xảy lại hết thế kia? Không, không, hãy mau tỉnh dậy đi, hãy mau tỉnh dậy đi. Ai đó? Có người còn sống. Hay quá, chết tiệt, lũ côn trùng kia, mau tránh xa họ ra. Này, tôi là người đưa tin. Từ quê nhà của loài quái vật bồn cầu tới đây. Rốt cuộc lực lượng ngoài chiến trường của chúng ta đang gặp chuyện gì vậy? Bọn ta bị lũ quái vật mạnh khảnh tấn công lên. Ngươi sao nhỏ thế này? Hình như ngươi là một quái vật thùng rác. Cái gì? Ông biết tôi hả? Nhưng ông cũng không phải là một quái vật bồn cầu, mà cũng là một quái vật thùng rác giống tôi. Không lẽ ông là đúng vậy. Ta là cha của con đây. Chỉ có gia đình của ta mới khác với giống loài còn lại. Nhưng gia đình ta luôn phục vụ và chiến đấu hết mình cho giống loài quái vật bồn cầu. Mau lên, rời khỏi đây, quay về nhà đi. Báo tin lực lượng của chúng ta đã bị tiêu diệt sạch. Không đâu, con phải đi báo thù cho cha.
báo thù cho tất cả đồng loại của chúng ta. Con phải giết chết lũ quái vật Mạnh Khánh đó. Không, không, dừng lại, con còn nhỏ lắm. Đây, đây, chết tiệt, nếu không muốn đi, thì hãy lấy những bộ phận cơ thể của thủ lĩnh chúng ta đắp lên người của con. Cơ thể đó sẽ giúp con trở nên mạnh mẽ, to lớn hơn. Con làm được rồi, con làm được rồi thưa cha. Cha hãy nằm nghỉ ở đây, con sẽ đi giết chết lũ quái vật Mạnh Khánh đó, cho bọn chúng biết sức mạnh của loài quái vật bồ câu chúng ta. Con trai, hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Lũ quái vật Mạnh Khánh, ta tới giết các ngươi đây. Cuối cùng mình cũng đã tìm được hang ổ của bọn chúng rồi. Các ngươi thật to lớn đó. Nhưng dù các ngươi có mạnh tới đâu, nhưng một mình ta vẫn sẽ liều mạng chết chung với các ngươi. Nhìn kìa anh em, có một tên quái vật bồn cầu to gan dám đột nhập vào lãnh địa của chúng ta. Mau tiến lên, xa xác thứ này đi. Chúng mày lại đây, lại hết đây đi. Tao sẽ sử dụng vũ khí của thủ lĩnh quái vật bồn cầu mà tao đã gắn lên người mình để tiêu diệt sạch sẽ chúng mày, lũ độc ác, lũ khốn kiếp. Cấm mồm, thưa quái vật bồn cầu chết tiệt. Mày nói giống lời của bọn tao độc ác à? Trong khi đó, loài quái vật bồn cầu của chúng mày mới chính là những kẻ tàn độc. Chúng mày xâm chiếm lãnh địa của loài khác, cướp thức ăn, nguồn tài nguyên của chúng tao thì như thế nào? Tao không quan tâm. Những kẻ nào giết chết cha của ta, giết chết giống lời của ta, thì ta phải kéo những kẻ đó chết chung. Chết tiệt, thứ quái vật bồn cầu đó to gan dám làm lỡ căn cứ của chúng ta. Tất cả quái vật Mạnh Khánh, một tiếng lên xe sạc hẳn đi. Không bay rồi, sao nhiều thế này? Chết tiệt, chạy thôi, chạy thôi. Đằng kia dường như là một quả bom thì phải. Được rồi, mình sẽ kích nổ quả bom đó cho tất cả đều chết chung. Đau quá, đau quá, da của mình đã bị chóng ra hết rồi. Không kịp, khó chịu quá, khó chịu quá. Thứ này là gì nữa đây? Đúng rồi, mình sẽ tới tháo lắp cơ thể của nó, lắp lên người của mình để chia đi những lớp da bị phỏng rạc quá, khó chịu quá. Nhanh lên, phải làm việc này ngay lập tức thôi. Thành công rồi. Wow, mình thật là to lớn, thật là khổng lồ, thật là ngầu quá đi. Được rồi, mình cũng đã báo thù rồi, nhanh chóng quay trở về nhà. Đứng lại, thứ chết tiệt kia, mau rời khỏi cái thân xác robot khổng lồ của bọn ta. Cái gì? Thứ khổng lồ này là của ngươi à? Nhưng ta thấy nó đã bị hư hỏng, vứt bỏ ở đây, ta chỉ nhặt lên và sử dụng thôi. Chết tiệt, nó là robot máy móc chiến đấu của nhân loại bọn ta. Bọn ta đã chế tạo nó chiến đấu với quái vật, nhưng không may bị hư hỏng nên đã rớt xuống đây. Bây giờ bọn ta sử dụng robot khổng lồ thứ hai này để tìm kiếm khổng lồ thứ nhất mà ngươi đang lấy cắp. Không, các người nói dối. Ta đã thấy nó trước thì nó thuộc về ta. Ta sẽ sử dụng nó để chiến đấu cho loài quái vật bồn cầu ở hành tinh của ta. Các người mau cút đi, tránh xa ta ra. Hả? Thiệt ra là một con quái vật bồn cầu đen lòng anh. Mẹ kiếp, loài của chúng mày nổi tiếng là gian xảo, độc ác và luôn xâm chiếm những sinh vật khác. Hôm nay sẵn tiện, loài người chúng tao sẽ tiêu diệt mày luôn. Thứ máy móc khổng lồ của nhân loại này, mau tránh xa ta ra. Các người giết ta thì đừng trách ta ra tay độc ác. Các người cũng chẳng tốt lành gì đâu. Các người cũng giết hại sinh vật khác, làm hại loài khác, thì bọn ta cũng giống như các người, cũng chỉ vì sinh tồn mà thôi. Được rồi, về nhà thôi.